Thưa quý vị, một em nhỏ sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, không thể phẫu thuật. Một người cha mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, không dám đến bệnh viện, nơi buộc phải chuyển tuyến. Vì chỉ còn mái nhà và vài sào cà phê cằn cõi, anh không nỡ để vợ con mình không nhà không cửa, không kế sinh nhai. Đây là câu chuyện đau lòng của người cha tên là Yurola Isa ở thôn 1, xã Rome, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, khiến những người nghe đến đều đau lòng, xót xa. Thông tin đến từ truyền hình Lâm Đồng. Đã hai lần nhận được yêu cầu phải chuyển tuyến từ bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng do bệnh quá nặng. Nhưng anh Isa vẫn về căn nhà này. Vì đến tiền xe cộ và chi phí ăn uống dọc đường, gia đình anh cũng không còn lo nổi. Căn bệnh xơ gan ở giai đoạn cuối khiến ổ bụng mỗi ngày một chứng to. Ăn một miếng cơm, uống một miếng nước cũng khiến người đàn ông này đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng quên cái đau của mình, anh lại lo cho Mathieu hơn nhiều. Đứa con đã mang căn bệnh tim bẩm sinh từ khi mới chào đời. Giờ thì đã là học sinh lớp 1, nhưng con anh như đứa trẻ lên 3, lúc nào cũng tím tái khó thở. Và trong nỗi đau đớn đến tận cùng đang mang trong mình với căn bệnh quái ác, nếu được lựa chọn để cứu lấy sinh mạng, anh chọn cơ hội ấy cho con mình. Không có tiền mà đi chữa bệnh, nhưng mà có là hai lần suy thì chuyển tuyến này. Thì em đi rồi mà không có thì em cứ nhìn đau trong nhà. Ít cũng phải 4-5 triệu mới đi được, nhưng mà đường xa nữa, xe cộ về nữa, tiền ăn nữa. Còn tiền đông viện phí nữa tôi có, thì không có thì buộc phải nhìn như vậy thôi. Khi mà đau thì chết bỏ tính như vậy thôi, lấy đâu mà ra tiền nữa bây giờ. Còn mùa màng thì bây giờ thì lỡ cỡ mà chưa được hái, mà cà phê của em không nhiều mà có ít đó thì mình hái thì còn non quá, người ta đâu có mua đâu. Thương con hơn, còn mình thì đằng nào là già rồi, thì nó trẻ già rồi, còn con thì mới lớn như vậy mà nó bị như vậy mà. Chưa được học hành, chưa được gặp bạn bè, chưa được trò vì bạn bè, vì bố mẹ, vì thầy cô. Mà là nó bị như vậy nó cũng khổ, em tội nó như vậy. Này chọn, một là chọn cho nó khỏe. Cho con khỏe mạnh mà để đi ra trường mà học hành cho nó tốt. Lời của anh, một người cha không được học nhiều, đứng trước sự sống và cái chết khiến người đối diện ngạn lòng. Cái nghèo, cái khó lại gặp những tay ương vay bủa, khiến con người ta không biết tìm đâu ra một lối thoát, dù là một lối hẹp, để nhang lên lấy một tia sáng nhỏ nhoi. Còn những thầy cô nơi mấy trường Bao Nhã Mathieu đang theo học, cứ vài ba ngày là đến đây một lần. Dù chẳng giúp được gì nhiều, nhưng tình cảm và sự quan tâm cùng tình thương với học trò mang bao trăn trở. Bé thì bị bệnh tim bẩm sinh và thuộc học sinh là còi xương, suy dinh dưỡng. Cho nên là em đi lại thì không được như các bạn. Tức khi đến trường thì các thầy cô phải hỗ trợ thay nhau để bế em vào trường và bế em ra về. Gia đình của em thì rất là khó khăn, nhà đông con. 6 anh chị em trong nhà. Bố thì bị xơ gan, không làm ăn được. Còn các em, các chị lớn của Mathieu thì chưa có công an việc làm ổn định, sức khỏe cũng yếu. Nhà thì không có ruộng vườn, không có ruộng để ăn, để làm lúa. Còn được 5 sào rẫy thì do hoàn cảnh không có điều kiện về phân bón, cho nên là cây cối nó không đạt được cái năng suất, cho nên là rất là vất vả trong quá trình sinh sống hàng ngày. Cũng rất là thương em, cũng mong sao thì sức khỏe em nó ổn định, cùng lên trường cũng được vui chơi giống như các bạn cùng đang lứa. Trong những lúc đau đớn nhất nơi tháng ngày còn lại, người cha này vẫn gắng gượng chút sức lực cuối cùng, kiếm từng trái cà ri cần mẫn làm lụng để mong cho con có thêm đồng thuốc, thêm miếng cơm, miếng trứng cho con. Anh chỉ có ước ao duy nhất là con anh có đủ sức khỏe để phẫu thuật. Suốt 6 năm trở qua, dù vợ chồng anh cố gắng thế nào, Mathieu vẫn tím xanh. Dù có được phẫu thuật miễn phí, con cũng không đủ sức khỏe. Những ước ao ấy của một người cha mang bệnh trọng, chúng tôi xin gửi đến những tấm lòng còn đó giữa cuộc đời.